Ngày hôm nay thì anh em có thể nhìn về em có thể thấy là tóc của mình. Nó cũng sói ca đấy anh em. Ảo tưởng. Đó thì sau những ngày mà Nguyên Tuần không gội đầu của tôi thì đã hơi đổi. Thì nó giỡn với anh em chứ không phải là Nguyên Tuần vẫn gội đầu nha anh em ơi, mà là 2 tuần không gội đầu. 2 tuần không gội đầu. Mà làm vài ngày không gội đầu thôi anh em, chứ không phải là mấy tuần. Nói vậy là sai rồi, nói vậy là không được rồi anh em. Tao lại khép đít tao lại mày.